Xin chào tất cả những anh em thợ máy trên toàn quốc với lại những anh em học viên của tôi. Thì trước tiên là chúc anh em một buổi tối vui vẻ. Thì hôm nay thì buổi tối cuối tuần lớp của mình không dạy nên là mình cũng chia sẻ cho các bạn cái cách ráp mạch tắt đèn tự động cho những dòng xe đời mới bây giờ không có công tắc. Thì hiện nay thì các bạn cũng biết là trên mạng thì có rất chi là nhiều những cái mạch bán sẵn. Tuy nhiên thì những cái mạch đó thì để mà thành sản phẩm thì cũng rất là nhiều, tốn nhiều chi phí. Còn đối với mà anh em nào mà có một chút xíu năng khiếu về điện thì anh em là thích nghiên cứu thì các bạn có thể mua cái mạch này về, chúng ta có thể tự ráp cho mình được một cái bộ mạch tự tắt đèn tự động. Thì đặc biệt là cái mạch của chúng ta là mạch xuyên qua được bằng xuyên qua những miếng nhựa dàn áo vẫn xuyên được, chúng ta vẫn dùng tay để bật tắt được, không cần cảm ứng tự động ánh sáng, cũng không cần công tắc, chỉ cần chạm vào miếng nhựa mà chỗ vị trí chúng ta đặt giống như là các bạn ráp chống trộm á. Và đặc biệt là cái mạch này cũng được gọi là mạch ráp chống trộm luôn, chúng ta muốn đấu chống trộm cũng đấu được luôn nha. Và đặc biệt nữa là xin chia sẻ với anh em, cho anh em biết thông tin một số những anh em ở vùng quê đang còn yếu về cái điện xe máy đời mới. Thì cái lớp học của Tiến Bình Dương được khai giảng tiếp theo sau Tết Nguyên Đán là ngày 24 âm lịch. Đây âm lịch đầu 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 tháng Giêng, tức là ngày 24 tháng Giêng là Tiến khai giảng khoa học mới dành cho những anh em thợ máy trên toàn quốc. Những anh em từ thợ nông thôn, thợ thành phố, những anh em nào mà cảm thấy yêu mến Tiến trong thời gian qua mà các bạn chưa đi học được thì đợt đầu năm này cũng là cái cơ hội tốt để anh em đi học. Bởi vì lớp học của Tiến thì từ đầu năm tới này sẽ thay đổi rất nhiều những cái chương trình dạy, từ xe đời thấp đến xe đời cao, xe đời mới, rồi bổ sung những cái cuốn tài liệu thực sự thiết thực cho những anh em mà đang còn yêu nghề. Và mình nhắc lại một lần nữa là ngày khai giảng khóa học tiếp theo của mình là ngày 17 tháng 2 năm 2020, tức ngày 24 âm lịch của tháng Giêng. À, thì anh em bạn bè nào mà muốn đi học thêm thì các bạn có thể tham gia khóa học của mình. Còn những anh em nào mà đi học rồi mà học chưa tốt thì các bạn cũng có thể tham gia khóa học miễn phí là học lại. Còn những anh em nào mà có bạn bè giới thiệu cho bạn bè thì các bạn cứ chia sẻ cho mọi người biết nhé. Còn bây giờ thì là chúng ta vào việc chính. Đó là mình sẽ ráp cái mạch 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 đèn tắt tự động bằng tay cho các bạn tham khảo nhé. Anh em nào biết rồi thì thôi, còn anh em nào chưa biết thì chúng ta có thể mua cái bộ này về chúng ta ráp cho khách. Nó vừa rẻ mà cũng tốt, bởi vì những cái bộ này là bộ sản xuất chứ không phải là chúng ta tự chế nha. Rồi, thì bây giờ trước tiên là chúng ta sẽ quay ra xe. Thì đây là chiếc xe SH 2020 của nhà mình. Đó. Thì bây giờ đây là mình đang demo thôi nha. Mình đang demo thôi. Cho nên là các bạn thấy đây là mình đang để xuyên dưới nhựa ở dưới này ha. Và đặc biệt là cái mạch này thì các bạn chỉ cần lắp có 4 dây điện thôi, không có nhiều đâu. Một dây âm, dây dương với lại tách đôi cái dây đèn ra là xong. Rồi bây giờ mình sẽ mở khóa lên. Đó, thì các bạn thấy đèn không có điện. Rồi. Thì mình chỉ cần chạm tay vào cái miếng nhựa ở dưới này. Đây thôi ha. Là chúng ta sẽ ấy, mình sẽ chỉ cho các bạn coi. Đây. Đó. Được chưa? Thì cái đèn sẽ sáng ngay. Đó. Và nếu chúng ta chạm tay vào cái nữa thì đèn tắt. Đó. Được chưa? Và mạch này là mạch xuyên qua dàn áo được. Và mạch này lắp ráp chỉ có 4 dây điện thôi. Ha, 4 dây điện thôi. Gồm hai dây nguồn âm dương từ 6 khóa và hai dây các bạn tách cái dây nguồn đèn ra chạm vô này. Đó, được chưa? Chạm vô cái nữa này. Đó, đó, chúng ta chỉ cần sờ tay vô thôi, chỉ cần móc một cái thôi ha. Rồi, và cái này đây là mình đang demo cho nên là mình đang để như vậy cho anh em dễ quan sát. Còn nếu mà ra đây mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp như sau.
Đây, các bạn ra chợ các bạn có thể mua những cái bao này. Mới nhìn thì giống cái gì các bạn? Tưởng bao cao su không đúng không? Rồi, đó, thì đây là cái bao này, là bao đựng linh kiện đây. Chúng ta mua một men như thế này, rất là rẻ, nói chung là rất là rẻ. Đó, các bạn mua về. Đó, thì đây là một cái men do những cái kỹ sư Việt Nam mình sản xuất sẵn, những công ty điện tử sản xuất sẵn. Chúng ta về chúng ta chỉ cần ấy thôi. Đó, chúng ta chỉ cần về đấu thêm 4 giây thôi, làm theo các cái mạch chúng ta muốn làm. Có thể là chống trộm, có thể là đèn ha. Rồi, đó, và chúng ta kết hợp thêm một con giờ le 8000 nữa ha. Và chúng ta thêm một con diode bảo vệ mạch linh kiện điện tử nữa. Đó, linh kiện điện tử nữa, một con diode nữa thôi. Đây, một con diode nữa. Đó. Diode này thì các bạn cũng 7. Rồi bây giờ mình sẽ đấu cho các bạn coi. Thì đối với cái mạch này thì nó có hai dây nguồn vào là âm dương 12V. Nó cho ra nguồn ra các bạn điều khiển trực tiếp. Thì người ta đã làm sẵn đi thẳng vào đây luôn. Đó. Thì thường thường á, các bạn để ý này, cái cảm biến nó nằm bên này. Cảm biến nằm bên này. Cảm biến nằm bên này, cho nên chính vì thế mà chúng ta lắp á, chúng ta sẽ để lắp chiều này. Để cho cái việc chúng ta dán keo nó dễ nhá, dán keo nó dễ. Tất nhiên là khi các bạn hàn xong, các bạn nhúng xuống keo PU, keo mà keo của bên thợ sơn á, thì nó sẽ rất là ấy, nó sẽ rất là kín, không bao giờ nước vào được. Đây, nó có 3 lỗ đấy nhá. Đó, các bạn, 3 lỗ. Các bạn đưa trực tiếp vào 3 lỗ luôn. Đó. À. Đó. Rồi sau đó các bạn hàn. Thì các bạn để ý giùm mình đây này, cái phần bên dây mát này này ha. Phần bên mát này các bạn sẽ để như này. Con diode thì nó có cái vạch trắng nhá. Mạch trắng thì các bạn cho vào dây dương đi. Đây, nguồn dương bên này. Transistor điều khiển nguồn âm. Anh em nhìn thấy rõ không? Đó, được chưa? Cái phần tròn tròn là cảm biến á. Còn diode, cái vạch trắng cho qua nguồn dương, vạch đen này cho qua nguồn âm. Đó, chúng ta hàn cho. Rồi. Còn bên này. Đó. Nó có cộng trừ. Đó. Âm DC12 cộng DC12. Các bạn sẽ đấu cộng trừ vào đó. Tức là điện bình ấy. Bà đang làm việc. Trật tự đi. Nó hư rồi, nó hư rồi. Tại sao nó hư vậy ba? Thì nó hết hạn, nó hư. Còn bóng điện kia vào đi, ba đang làm việc, đừng hỏi nhiều.
bóng điện kia nó hết hạn, nó có hết hạn không ông ba? Hết hạn hết rồi. Hết hạn hết rồi. Tại sao vậy ba? Thì nó hết hạn đó. Nhưng con nói là tại sao nó lại hết hạn? Thì nó kém chất lượng rồi thì nó phải hư. Đó. Thì các bạn sẽ đấu một dây âm mát sườn, dây dương vào nguồn sau khóa. Rồi là chúng ta có điều khiển được cái mạch này rồi. Còn lại hai cái, còn một đầu chân đây ở giờ le này. Đây, cái đầu này. Cái phần này nhé. Đó, cái đầu giữa này. Đấy thì các bạn sẽ cho vào cái dây đèn cắt đôi. Và một đầu vào đây, ngay chỗ con cái mình nhé. Đó. Nhớ là vào cái dây đèn cắt đôi ra. Đó. Sau đó là khi các bạn kích vào con giờ le thì giờ le nó sẽ cấp điện từ chân này sang chân này để cấp cho đèn. Còn bây giờ hai cái này các bạn cho vào âm dương là đèn có thể hoạt động rồi. Đó, như vậy là mạch đã có điện. Còn chừng nào các bạn chạm cảm ứng vào thì con dây le sẽ nhảy sang màu đỏ. Đó, sang màu đỏ. Thì tức là nó đã đóng điện cho dây le rồi đó. Được chưa? Rồi các bạn chạm cái nữa là tắt này. Đó, tắt. Được chưa? Các bạn chạm vô là mở này. Đó. Thì với cái mạch này các bạn sẽ làm cho khách vừa tiết kiệm mà lại vừa đơn giản. Đấy, vừa làm được mạch chống trộn, vừa làm được mạch nhà ấy luôn, mạch đèn luôn. Các bạn thích chế mạch thì cũng được hết nha. Đó, tắt, mở, tắt, mở. Rồi, ok. Đó, thì chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc. Các bạn có gì các bạn cứ comment ở dưới nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé.